bên trái nha, chúng ta quẹo qua chợ Chí Hòa nha, đó theo cái đường bên trái của em. Em không có muốn bị chó cắn đâu. Ở đây có một cái miếu, miếu ngũ hành cũng vậy. Tầm này hơi tối tăm, nhìn âm u một chút. Dạ, Sài Gòn hôm nay mến chào cô bác anh chị và các bạn. Bây giờ là 10 giờ ngày 19 tháng 7 năm 2022. Em đang ở khu vực đường Hòa Hưng giao với đường Cách Mạng Tháng 8 thưa anh chị. Con đường Cách Mạng Tháng 8 phía trước là con đường Lê Văn Duyệt ngày xưa. Và khu vực Hòa Hưng mà em đang đứng đây là bên khu vực quận 10 anh chị nha. Phía sau lưng của em con đường Hòa Hưng thì anh chị đi vào Khám Chí Hòa. Hôm nay thì có mặt ở cái vị trí này thì em mời cô bác anh chị chúng ta đi dạo một vòng khu vực chợ Hòa Hưng, chợ Chí Hòa. Không có vào khám đâu anh chị ha. Khám Chí Hòa mấy hôm nay bắt đầu đưa ra xét xử cái vụ mà gây rối trong cái mùa dịch vừa rồi đó. Báo chí ở Việt Nam đưa như vậy. Đó. Bên tay phải con đường Cách Mạng Tháng 8 phía trước đây anh chị đi về công trường Dân Chủ. Bên trái anh chị chạy về ngã ba ông Tạ, ngã tư Bảy Hiên. Và em cũng xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn có một ngày thật là bình an, nhiều sức khỏe. Ngã ba Hòa Hưng với con đường Lê Văn Duyệt này đây rất là nhiều kỷ niệm với anh chị. Những căn nhà phía trước hẹp, phía trước đường đi vào đó, anh chị thấy không? Rất là cũ xưa. Em mời cô bác anh chị quẹo bên tay trái nha. Chúng ta sẽ đi về hướng của chợ Hòa Hưng. Ở đây có cô đi mua ve chai, đẩy còng lưng luôn anh chị. Đường Cách Mạng Tháng 8, cái đoạn Hòa Hưng Chí Hòa này thì nó rất là đông đúc, xe cổ lúc nào cũng đông nghẹt cả hai bên đó anh chị, kiểu như vậy. Hướng này thì em đang chạy hướng đi lên chợ Hòa Hưng, đi lên hướng ngã ba ông Tạ và ngã tư Bảy Hiền đó anh chị. 10 giờ sáng thì Sài Gòn mình là cái giờ có thể nói rất là nhộn nhịp, gần như là bậc nhất trong ngày. Còn mà nếu mà nói về kẹt xe thì những cái ngày, những cái giờ thôi, khung thời gian 7 giờ sáng, 8 giờ sáng và buổi chiều. Còn mà cái khung giờ 10 giờ này thì anh chị thấy đường xá lúc nào cũng đông, xe cộ qua lại. Cách đây khoảng 6-7 năm thì em ở ngay đường ray xe lửa ga Hòa Hưng phía trước đây. Cho nên là sáng sớm em rất là hay đi chợ ở phía ngoài này anh chị. Chợ Hòa Hưng nè, rồi chợ Trần Văn Đan, khu vực Cống Bãi Xếp. Tiến tới phía trước thì chúng ta có cái ngã ba giữa con đường Tô Hiến Thành và con đường Cách Mạng Tháng 8. Chúng đi bằng hội. Ở những cái nhà mặt tiền ở đây thì đập bỏ để làm cái tuyến metro số 2 đó anh chị. Ngày hôm nay chắc có lẽ là cũng lâu dần thì chúng ta cũng quên luôn. Chủ yếu bây giờ là coi sự tuyến metro số 1 khi nào người ta hoàn thành, chứ số 2 thì chắc là còn lâu lắm anh chị, chưa biết tới khi nào đâu.
khu vực Hòa Hưng này thì cũng rất là nhiều chùa. Bên trái của em ở đây thì còn có cái đình Chí Hòa và ngôi trường Chí Hòa năm xưa, ngày nay đó là trường Hòa Hưng luôn anh chị. À, ngày nay trường Lê Thị Riêng, trường Lê Thị Riêng, trường Chí Hòa năm xưa ngày nay là trường Lê Thị Riêng. Bên trái của em này, bên trong đó cũng có trường trung học cơ sở Hòa Hưng luôn. Thành ra là nhìn ở đầu đường thì chúng ta thấy rồi, bên trái của em nó có cái bảng trường Lê Thị Riêng và trường Hòa Hưng, trường tiểu học Lê Thị Riêng và trường Hòa Hưng đó. Trường Lê Thị Riêng ngày xưa là trường Chí Hòa đó anh chị. À, hôm nay thì mời anh chị đi dạo trên cái đoạn này thôi, chợ Hòa Hưng thôi. À, hôm nào có dịp thì em sẽ ghé thăm lại lần nữa khu vực trường Chí Hòa năm xưa. Ở bên này cũng mưa, mà hồi tối Sài Gòn mình cũng mưa anh chị, mưa trên diện rộng luôn, nhiều quận huyện hồi tối mưa lắm. Bên trái của em là con đường Tô Hiến Thành đó, anh chị chạy về chợ Chí Hòa ha, quẹo trái một cái là chúng ta đụng chợ Chí Hòa rồi. Còn đi thẳng hướng này thì chúng ta tới chợ Hòa Hưng. Con đường Cách Mạng Tháng 8, cái đoạn Hòa Hưng Chí Hòa này thì em thấy dường như là nhà cửa cũ ngày xưa rất là nhiều thưa anh chị, không có thay đổi nhiều. Ở bên trái của em ở đây là chợ Hòa Hưng rồi. Đây, em đứng theo cái hướng này anh chị có thể nhìn thấy một chút cái mặt tiền chợ này. Bây giờ chắc em mời anh chị chạy một vòng xung quanh chợ nhé, chúng ta đi cho vui, đi dạo phố chợ Hòa Hưng vào 10 giờ. Anh chị thấy xe cộ rất là đông. Rồi, để mà cho nó tiện á, thì bây giờ em sẽ đi lên tới cái ngã ba phía trước. Con đường phía trước đây ngày hôm nay nó tên là Đỗ Thị Lời. Ngày xưa thì nó là một con hẻm của Trần Văn Đan, chạy về hướng cống Bà Xếp bên mé tay phải, chạy về kênh Du Lộc bên mé tay phải anh chị. Còn bây giờ thì nó là con đường Đỗ Thị Lời. Ở bên phía góc phải của em đây có một con hẻm, cũng có cái chợ này. Đó, chợ này thì chợ tự phát thôi. Em quẹo vào cái chợ này anh chị nha, và ra cái đường rây xe lửa. Bánh tay bán có 3 chục. Ủa, bánh tay 3 chục. Đi vào chợ thì không chạy không có nhanh được đâu anh chị, cứ lết lết từ từ đi thôi. Ở đây thì bây giờ người ta cũng dẹp nhiều rồi, thành ra là ở đường chính giữa là có cái chỗ để xe đi. Chứ ngày trước thì người ta bán hàng hoặc là dù che lấn ra ngoài rất là nhiều, không có đi được anh chị. Hôm nay thì thoáng hơn rất nhiều, nhưng mà thôi, được bán như thế này là cũng mừng rồi đó. Chứ em sợ có nhiều chợ là người ta dẹp luôn anh chị, không có cho bán đó, nhiều chợ là dẹp luôn. Còn bán được là vui rồi. Rồi bán rồi vừa ca giọng cổ đôi nữa ha. Chợ cũng vắng anh chị. Bây giờ nói chung là
bán chợ càng ngày nó lại càng khó khăn hơn. Đây có đồ đổ đóng, đồ bộ, ta lựa thế chứ. Mặc dù anh chị thấy là giá xăng giảm mấy ngàn rồi nhưng mà đồ ăn nó lên là hầu như nó giữ giá, ít khi nó xuống lắm. Đó mới chính là lạm phát đó anh chị. Chứ theo như công bố ở mình thì lạm phát đã vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát. Không biết cái chỉ số đó nó như thế nào. Chứ còn mà theo cái mức giá của người dân đây, thực tế cho thấy lạm phát nó tăng rất là cao và vất vả lắm. Anh đi ra. Ở đây là bên phải là cái đường ray xe lửa ga Hòa Hưng đó anh chị. Bên phải cho bức tường, phía sau cái bức tường này, hẻm đây là 430 Cách Mạng Tháng 8. Còn ra đây rồi thì nó là con đường Đỗ Thị Lời đó. Nhưng mà do là người dân người ta không có thay đổi cái địa chỉ nhà đâu, cho nên anh chị nhìn thấy vẫn là con hẻm của Cách Mạng Tháng 8. Bên phải thì anh chị quẹo ra kênh Du Lộc ha. Bên trái đây thì em đi ra lại con đường Cách Mạng Tháng 8, Lê Văn Duyệt. Theo như cái địa chỉ nhà ở phía trên đó, thì con hẻm, con đường này đang là hẻm 436 Cách Mạng Tháng 8. Mà bây giờ thì nó là con đường Đỗ Thị Lời đó anh chị. Nhìn cái bảng tên đường ngay cái góc ngã ba phía trước đó thì nó là đường Đỗ Thị Lời. Khu vực này thì là quận 3. Con đường Cách Mạng Tháng 8 đoạn này thì bên tây, bên đối diện với anh chị bên kia đường đó là quận 10, còn bên này là quận 3. Cô đi bán chắc là bún riêu, bún bò gì đó. Ở đây bên phải thì anh chị sẽ chạy về ngã ba ông Tạ ha. Bên trái thì em chạy xuống chợ Hòa Hưng nè. Trừ cái chỗ này nó hay kẹt xe lắm nha, nó đông xe. Nó cắt ngang con đường Cách Mạng Tháng 8 đó anh chị. Đây là đông xe. À, chợ Hòa Hưng đây. Và bây giờ thì em mời cô bác anh chị cùng với em ghé một chút vào chợ. Ở đây có rất là nhiều con hẻm đó anh chị. Tí xíu nữa thì em cũng mời anh chị đi dạo hẻm luôn. Ở phía trước đây thì có những cái sạp rau. Trước chợ đây bán thơm, dứa, cháo sườn Hòa Hưng, cháo sườn đặc biệt, cột năng nè, rồi ta xuống đồ đó. Bên ở tay phải của em ở đây có con hẻm đi vào đây, cũng là chỗ để mình gửi xe đó anh chị. Khu vực đầu con hẻm này bán ngang đây, gửi xe ở bên tay phải đây nè. Còn bên trái em là những cái sạp người ta bán đồ. Vô đây thì xe lưu thông hơi khó khăn một chút anh chị, nhưng mà không sao. Bên trái này chúng ta quẹo qua chợ Chi Hòa nha. Đó, theo cái đường bên trái của em. Phía sau chợ, thường thường những cái chợ khác á, phía sau chợ người ta dẹp hết, giống như hôm qua em mới đi chợ Thiết á anh chị. Dẹp sạch sẽ luôn.
những cái nhà phía sau chợ bây giờ người ta cũng không có cho buôn bán nữa, cũng tùy chợ thôi, có chợ thì người ta cho bán, có chợ thì người ta bắt dẹp thì cũng chịu thôi anh chị. Về cơ bản thì phía sau chợ không có bày ra bán đông như thế này, nhưng mà cái cuộc sống của người dân này nhiều khi cũng thông cảm một tí anh chị, chứ bây giờ mà gắt quá thì không ai sống nổi. Đây là con hẻm 543 Cách Mạng tháng 8. Ở đây vừa phải không được anh chị nhé, vừa phải chúng ta kẹt mấy cái sạp rau của mấy cô bán rau ở đầu đường. Ở đây chúng ta phải đi như thế này nè, chúng ta quét ra, rửa chén rồi rửa tô đồ ăn, quét xuống cống. Ở đây thì chúng ta vừa phải đi con hẻm này là hẻm 571 Cách Mạng tháng 8. Ra lại con đường Cách Mạng tháng 8 đó anh chị. Ở bên trái thì anh chị đi về ngã tư Bảy Hiền, Lăng Cha Cả đó. Bên phải thì anh chị chạy xuống công trường Dân Chủ. Đi vô chợ một hồi mà thở hơi lên. Bây giờ em mời cô bác anh chị chúng ta quẹo cái hướng mà đi ra chợ Chí Hòa đó, xem như thế nào, có đi được hay không. Đây, chúng ta quẹo cái hướng này, chúng ta đi ra chợ Chí Hòa. Hồi nãy là em quẹo bên mé tay phải nha, bây giờ em quẹo bên mé tay trái thì ta có đi được không nè. Bên trái có chiếc xe đang xin ăn đó, nhà bán nè. Ồ, ở đây người ta để đồ ta bán mình vui quá. Kẹt rồi, kẹt rồi. Hai người, hai chiếc xe luôn. Trời ơi, trời ơi. Ở đây nhà người ta. Bên trái là qua chợ Chí Hòa đó anh chị. Đó, chợ Chí Hòa đây ha. Hai cái chợ này nó thông với nhau á. Khi cần không có, khi có mua đây đó. Có thì sản đó. Chợ Chí Hòa. Đây. Hai ngôi chợ này nó nằm sát nhau anh chị, cạnh tranh cũng dữ ha. Đây là đường Tô Hiến Thành. Em băng ở bên kia đường để anh chị nhìn một chút cái khung cảnh chợ Chí Hòa. Chợ Chí Hòa ở bên mé tay này anh chị, chợ Chí Hòa đó. Chúng ta có thể gọi xe phía trước đi vào chợ, chợ cũ lắm rồi. Rồi bây giờ em qua đường mời anh chị chạy xung quanh chợ Chí Hòa. Những cái ngôi chợ Hòa Hưng Chí Hòa đây là lúc trước em cũng có hay đi bộ quay lắm anh chị.
ở bên hông chợ Chí Hòa thì có một con hẻm. Hẻm này là em thấy là 50 Tô Hiến Thành, số đầu bên căn bên trái đây là 50. Rồi bán mấy cái lồng nuôi gà. Hẻm 50 Tô Hiến Thành này không biết là có lối ra không. Con hẻm bên này, con đường bên tay trái của em đây thì nó rất là nhỏ này. Đó. Đi qua bên kia nhưng mà cái xe này nó kẹt rồi. Xe người ta dựng trước nhà á anh chị, không có đi được, mất công quá. Em lủi cái con hẻm khác. Đây, con hẻm bên mé tay phải của em ở đây nè, là con hẻm 56 đó. 56 Tô Hiến Thành. Miếu, miếu ngũ hành cũng vậy. Trong này hơi tối tăm, nhìn âm u một chút. Miếu ngũ hành. Như vậy trời tỏ bay đi rồi. Xóm hẻm ở đây thì toàn là nhà cũ, nhà cũ rất là nhiều anh chị. Ở trái cũng khác. Hẻm ở đây cũng rất là chằng chịt. Hay chắc là đi vô hẻm cục rồi. Ở đó có đi được không cô? Dạ cảm ơn cô. Con quẹo ra đây. Dạ, cảm ơn cô. Đó. Những con hẻm sâu. Ta đi lấy rác anh chị. Ồ, ở đây hẻm rất là chằng chịt ha. Đi lấy rác trong hẻm anh chị, phải như vậy. Người ta hay nói hẻm hóc, cứ hẻm là hóc à. Có nhiều khi đi vào mấy con hẻm là hóc luôn anh chị. Đây em ở phải phía nha, ở trái là chúng ta, có lẽ là chúng ta đi ra Tô Hiến Thành. Giờ đi vào hóc này, người ta hay gọi là hẻm hóc hoặc là hóc bỏ tó rồi đó. Ở đây không biết có quẹo được không? Cũng hên xui lắm anh chị. Đó, đi vào hốc rồi đó. Không quẹo được đó. À, biết ở đây có quẹo được không? Có vẻ như cũng vô hốc luôn à. Điền hồi em không có biết cái con hẻm nào là con hẻm nào luôn. 102 Tô Hiến Thành. Đây, ra Tô Hiến Thành đó anh chị.
để em xem nhiệt độ ngoài trời bây giờ còn có cao không. Thấy trời nắng gắt quá, 31 độ C. Là 88 độ F anh chị. Nhiệt độ cũng không có gắt lắm anh chị ha. Ở bờ trái thì chúng ta đi ra lại ngã ba Tô Hiến Thành và Cách Mạng Tháng 8. Bên phải em đây là nhà thờ Hòa Hưng. Rất là nhiều cái xe bán bánh lặt vặt ở dọc đường này anh chị. Bánh tiêu, bánh bò, bánh cam, bánh giò cháo quậy. Bên phải em ở đây là trường tiểu học Tô Hiến Thành đó. Những cái ngôi trường như thế này thì nó là trường đạo Công giáo ngày xưa luôn, trong khuôn viên của nhà thờ Hòa Hưng. Giống như là trường Phước An Thị Nghè chẳng hạn. Rồi trường Thánh Mẫu Giáo sứ Giáo sứ Gia Định nhà thờ Bà Chiểu đó. Nhưng mà ngày hôm nay thì đa số là nó tách ra khỏi cái khuôn viên của nhà thờ và nó thuộc nhà nước, thuộc Bộ Giáo dục hết rồi. Đây là hẻm 116, 116 Tô Hiến Thành. Hẻm này xấu anh chị. Hẻm này cái đường đi nó ghẻ lở tùm lum hết, chắp vá xong rồi sau đó nó ghẻ lở. Trăm 16 cái này phải dân phải bỏ ra số tiền làm đổ bê tông làm lại hẻm. Ngày hôm nay thì báo chí có đưa rất là nhiều cái tin gọi là người dân tự hiến đất để mở hẻm đó, rộng ra xe hơi có thể vào được. Đa số bây giờ người dân phải tự hiến đất anh chị, chứ còn mà nhà nước mình không có bồi thường, họ cũng không có làm hẻm đâu. Những con hẻm dưới này dân đa phần là người dân người ta cũng bỏ tiền ra ta làm, một nhà 5-7 triệu gì đó, chứ nhà nước mình cũng ít có hỗ trợ làm mấy cái này lắm. Đây hẻm 116 Tô Hiến Thành, con hẻm này mát trời cả ngày luôn á anh chị. Này, giờ này 10 giờ gần 11 giờ đi mà con hẻm này nó vẫn rất là mát mẻ luôn á. Hẻm này dài ghê, 116 bên trái em có cái nhà cũ đó. Đi hẻm cũng thú vị anh chị, nhiều khi cũng có nhiều cái hình ảnh lạ lạ. Ở đây có ra được hay không đây? Cuối hẻm thấy có con hẻm nhỏ, con hẻm to rồi tới cái con hẻm nhỏ như thế này không biết quẹo được không? Quẹo không được là chết luôn á. Quẹo được. Rồi con hẻm này nó nhỏ hơn nữa. Bên phải là vô nhà người ta rồi. Hẹn một chiếc xe quẹo không được luôn. Wow, dây điện ở đây nó đụng đầu em luôn rồi nè. Nhà ba. Nhà ba hẻm. Em quẹo phải nha. 116 luôn hả? Rồi trăm 16 dài dữ. Ồ, cái nhà này nó cũ quá trời. 116. Đây người ta đang xây. Tầm 16 này chạy tới đâu đây? Tầm 16 Tô Hiến Thành này số cũ là, số cũ cũng là hẻm 116 luôn. Hẻm số mấy đây? Nên shipper đi giao hàng. Đường Hồ Bá Kiện, 130 Hồ Bá Kiện. Rồi xe hết đề nổi rồi.
chạy được rồi, mệt quá. Ngọn đây hồ Bá Kiện, 130 hồ Bá Kiện, bên trái của em người ta hồ Bá Kiện này, bên phải của em đây là hẻm 601 Cách Mạng Tháng 8. Hẻm ở đoạn này hẻm rộng này anh chị, xe hơi vào được này. Đây 601 Cách Mạng Tháng 8, bánh xèo loại cuốn. Hẻm đây rộng ha anh chị ha. Đây bán thang đó. Ồ đây có một cái khu vực đồ ăn quá trời ha, à, chung cư, khu chung cư cũ. Chung cư này là chung cư 595, chung cư 96 căn. Đây khu chung cư 96 căn này anh chị. Chắc có lẽ là khu chung cư này là chỉ có 96 căn thôi, cho nên người ta gọi là chung cư 96 căn. Và thật sự ở đây nhiều cái nhà cũ lắm anh chị, nhiều ơi là nhiều luôn á. Khu này hẻm hóc người ta cũng quét dọn sạch sẽ. Ở đây là phường 15, quận 10. Bán cơm sườn, cơm tấm, sườn bì chả, bì trà sữa. Chung cư 96 căn. Em quẹo ngược lại đi vào cái con hẻm này. Đại lý thẻ cào sim số tài lợi đang giữ xe. Chung cư 96 căn. Cũng cũ rồi anh chị. Năm 95 đó. Khu 595 Cách Mạng Tháng 8. Ở đây có cái chung cư. Ồ đây qua chung cư 601 nữa. Đây chung cư 601 đó. Nó vào trong cái khuôn viên. Cây sắm ve chai này. Đây sắm ve chai. Đi nhặt ve chai, đi mua ve chai. Đường này có đi được không đây? Rối nùi luôn đó anh chị. À đây qua cái nhà, đây là 601 Cách Mạng Tháng 8. Nói về hẻm hóc ở Sài Gòn mình thì biết là có lối ra không, chắc không quá. Ở cái xe đi bán đồ bán hàng rong, con chó to quá vậy. Thấy mấy anh chó thấy sợ rồi đấy anh chị. Sáu lại một, cái này chắc mình phải quẹo trái đi. Trong này ai có thịt? Có thịt tôm phức. Ồ đây lạ quá anh chị, mấy anh chó nó cứ me me đi ngang nó sủa là em giật mình. Trong này thì đồ ăn cũng đa dạng phong phú, để bán dừa, dừa khô, gáo dừa đó anh chị. Sáu lẻ một này rộng mênh mông, đi đâu cũng thấy 601.
người ta phơi đồ này. Vẫn là 601 anh chị nha, 601 nha mọi người. Một sẹt, hai sẹt, ba sẹt đồ này nọ nữa. Hẻm 601 này rộng ghê luôn. Ở đây đồ cũ, gỗ tùm lum hết, gỗ vàng. Ở đây là 166 Hồ Bá Kiện. Ở trái chắc là Hồ Bá Kiện. Ồ, cái xe đi bán hàng rong. Rồi, thấy hẻm lớn nè anh chị. Thấy đường lớn nè, thấy đường lớn. Hồ Bá Kiện. Rồi, em vừa mới chui hẻm hóc bên chợ Hòa Hưng Chí Hòa, đi ra đây là tới Hồ Bá Kiện, phường 15 quận 10. Ở bên trái là anh chị quẹo ra đường Tô Hiến Thành. Bên phải thì anh chị chạy ra khu vực ở công viên Lê Thị Riêng, cái nghĩa trang Đô Thành ngày xưa đó anh chị. Ở đây có bơ, thanh long, chuối, quá trời luôn. Chuối 10.000 một nải luôn anh chị. Nhà không ai thuê. Rồi, ngay cái phía trước này thì chắc là em cũng xin được tạm dừng cái clip của mình thưa anh chị. Một buổi sáng đi dạo xóm hẻm hoặc là bối rối khu chợ Hòa Hưng Chí Hòa ngày hôm nay, và hy vọng có dịp cô bác anh chị nhìn lại một vài cái cảnh vật ngày xưa. Em cũng kính chúc cô bác anh chị và các bạn có một ngày bình an và nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Bye bye.